đội Thác Công Lipa, nước thân thể nguyên bản lên của mày. Ok, chào mừng 500 anh em đã trở lại với cái kênh Trải nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các anh em tiếc gì cho em ấy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những video, những cái like sớm nhất từ cái kênh Trải nghiệm của mình nha anh em. Hôm nay tiếp tục là một cái con game mua mobile có tên là Mumonas. Hiện tại thì mình sắp sửa làm một cái chuyện mà anh em vào trong đây xem rồi đánh giá giúp mình là một cái phiên bản này với một cái tỷ lệ này rồi nó sẽ cho chúng ta được những gì nha. Hôm nay mình sẽ vào trong đây là khảm một cây vũ khí từ 13, 15, hai cái móc đó xem là mình cán ở một cái móc nào. Hiện tại thì mình đang có ở một cái móc là cộng 11. Con game này là phiên bản của nước ngoài, mình đã có hướng dẫn anh em, chia sẻ anh em cách tải, cách chơi cũng là cơ bản rồi. Hôm nay mình vào trong đây để mà mình làm một cái chuyện cho nó xa xôi hơn một chút xíu nữa. Nói về một cái con game mobile thì có quá nhiều chuyện để nói với anh em. Một cái sự kiện thì cũng cho chúng ta trở về với tuổi thơ, và một cái nạp đồ thì cũng cho chúng ta trở về với tuổi thơ. Và khi chúng ta farm những cái con quái ở cái map Lorenkia hay là Nogia Davias gì đó cũng cho chúng ta về với tuổi thơ. Đặc biệt nhất là một cái hồi hộp và một cái mong chờ nhất của anh em chơi những cái xe sành thời đầu. Thời đầu mình không có những cái dụng cụ quá cao sang, chúng ta có những cái dụng cụ thô sơ, và đâu phải mà mình gom được một viên ngọc, hai viên ngọc, ba viên ngọc là nó dễ đâu. Mình phải gom gấp là lâu mới có được ngọc để mà mình khảm đồ. Vì vậy thì vào hôm nay mình sẽ làm một clip nâng cấp từ 11 cho lên chơi chừng nào mà hết ngọc của mình, xem là nó lên được cộng bao nhiêu. Game này hôm nay mình đã like cũng khá nhiều like, mình hầu như là mình like xuyên suốt con game này. Thì bộ đồ của mình là một bộ đồ cấp 5 gồm là 5 món. Phiên bản này là MG có đeo được mũ nha. Set đồ thì mình khuyên anh em khoan hả đập cái set đồ lên. Vì mình hãy chừa mình đập cái cây công cụ trước đi, vì đồ đập vào nó không có bị phí. Vì sao? Các anh em đập một cái cây công cụ lõm nhất có thể cũng được luôn. Vì khi mà có công cụ cấp cao rồi mình ADD được hết, khảm vô cái dòng lai cho nó là cộng 5% hoặc là cộng 11, thì mình có một cái công cụ khác thì nó cũng là ADD hết vào cho mình luôn. Nên các anh em không có sợ phí đâu. Nên các anh em đập thì mạnh tay vào. Win thì mình cộng 9, dây chuyền thì cộng 7, hoa tai cộng 6 và nhẫn thì cộng 6. Mình vẫn còn hai cái nhiệm vụ chưa hoàn thành. Nhiệm vụ của mình, cái dòng like của mình mới có 5 thôi, dòng like cộng 16 nó mới cán móc được. Và thêm một cái nâng cấp cái Erin nữa, thì chưa có những cái nguyên liệu để nâng cấp Erin nha anh em. Hiện tại cái level của mình là 205. Mình quyết định đập cái cây vũ khí này lên, cộng hưởng cho cây vũ khí này lên. Vì sao? Các anh em thấy là mình chọn là cây vũ khí một tay, vì chọn cây một tay như gì nó sẽ nhẹ kinh phí hơn, nó nhẹ chi phí hơn. Lúc trước thì các anh em thấy là mình chơi hai tay hai gậy thì cái lượng tóc của chúng ta lên rất cao, còn bây giờ chơi hai tay mà chỉ có một gậy thôi thì cái lượng đam bonus của chúng ta thêm là 30%. Nhưng cái dòng super thì nó không cộng hưởng cho anh em được. Vì vậy mình cộng vô trong đây để cho nó lên mắc cấp là xem được bao nhiêu. Hiện tại mình có là 135B và 62S. Còn trao á thì chỉ có là 24 viên. Thì xem là mình sẽ vào trong đây mình cho ẻm lên xem là sẽ được lên cộng mấy nha anh em. Một lát cộng hưởng xong rồi, ở một cái móc cố định thì mình sẽ đập mấy cái bụi nguyên tố này ra, mình khảm vô cho nó thêm phần nào đó là sức khỏe thêm nha anh em. Tại mỗi khi mà chúng ta lên một cái level cao thì tương ứng với những cái con quái nó cực kỳ khỏe, cực kỳ trâu, nó giả anh em không trượt phát nào. Vì cái con game này chủ yếu là mình đi săn boss vàng và săn boss đỏ mình kiếm đồ, không cần phải nạp quá nhiều, không cần phải đầu tư quá nhiều tiền nông, mà chỉ cần các anh em đầu tư thời gian thôi là các anh em đã chơi được một cái con game rất là tốt rồi. Phiên bản của Mumobile, phiên bản của Orin, nhưng mà nó làm có khác gì cái phiên bản của PC đó anh em, cực kỳ đẹp nha. Rồi chúng ta đi vào một cái vấn đề chính nào. Vấn đề chính hôm nay là mình sẽ cho cái cây gậy chúng ta lên cao nhất có thể. Hiện tại mình đang cán móc ở 11 thì mình sẽ cho nó lên cao nhất là khoảng là bao nhiêu. Mình sẽ khảm luôn. Ở đây là nó xịt anh em ạ. Xịt nó sẽ về cộng 9, 10, 9. Ồ dạ, như vậy thì cái cây của mình nó đã lên 15. Một phát một là cho lên 15 luôn anh em ạ. Thì như vậy đã có một cái cán móc rất là tuyệt vời ở một cái clip này. Ba lần sạch và lần sau mình đẩy một phát một lên 15 luôn nha anh em. Tiếp theo thì mình sẽ cộng hưởng vào trong dây chuyền. Dây chuyền này mình sẽ cho nó cộng 9. Cộng 9 lên đặng chúng ta mỗi một lần cộng á thì chỉ số nó sẽ khác nhau. Như vậy là mình còn rất là nhiều nha anh em. Dây chuyền lên 9, hoa tai lên 9, nhẫn lên 9, bộ đồ cũng là lên 9 luôn, gậy thì lên cộng 15. Thì như vậy mình sẽ cho đồ nó lên cộng 10 để cho nó một phần nào đó là nó đẹp nha. Quá ok anh em à, rất là tròn trịa luôn. Và như vậy thì mình sẽ cho một bộ trang sức của mình lên cộng 10 cho nó tông xịt tông với cái bộ đồ luôn. Tại vì mình còn tới là 33.
Ok anh em à, không còn gì để cộng đâu anh em. Vì nếu mà cộng nữa thì chúng ta cũng không có lên được mắt cái bộ đồ mình khoe cái chiến tích của mình ở một cái clip này. Thì hiện tại cái clip này mình đã cho lên là gậy cộng 15, một bộ đồ cộng 10, một bộ trang sức của mình cộng 10, chỉ có là một cái win cộng 9. Và anh em muốn làm nhiệm vụ để mà mình lấy được một cái cộng long mình khảm á, thì các anh em có thể là vào trong những nhiệm vụ như gì đây. Những nhiệm vụ như gì nó sẽ cho chúng ta ra bê chao ớt và những cái cộng lọc. Mình vào trong đây mình test luôn cho anh em xem nha. Ở một cái chế độ gậy một tay thì cái lượng đam của mình chỉ có là 3k, 4k, 5k. Và ở đây cho chúng ta là một cái lượng đam là từ 6k, 7k, 8k. Mắc đam của mình lên là 12k, 14k nha. Cái này mình nghi chắc không qua ải được quá anh em. Có cửa qua ải anh em ạ. À, vì cái thời gian bên đây còn 30 giây mà bên đây nó tụt xuống là 40. Như vậy là có thể là qua ải được cái ải này, nhưng mà ải sau là chắc ăn là qua không nổi anh em. Qua được một ải nha. Tiếp theo cái ải sau xem là có thể là qua được hay không. Ải này quái này là ở trên là Kantugu nha anh em. Mỗi một ngày thì anh em có thể là vào trong đây làm full bản nhiệm vụ. Một ngày cho chúng ta cũng khá là nhiều bê, khá là nhiều ớt. Đặc biệt là cho chúng ta thêm một like. Mỗi một ngày là anh em sẽ tích lợi được một like. Dần dần ngày này qua ngày nọ là các anh em sẽ lên được 16 và qua được một cái ải để mà mình nhận được một cái là hoa tai nữa. Một cặp hoa tai và một cặp nhẫn là nó sẽ kit full cho chúng ta rất là nhiều. Giờ đó đam anh em sẽ rất là cao luôn nha anh em. Tiếp theo là mình sẽ qua một cái ải thứ ba nha. Hôm nãy là mình còn tầm khoảng là 5 giây. Quẳng qua được ải này, tại vì nó thuộc xuống là 5, bên mình còn tới 10 giây. Như vậy là còn cũng tầm khoảng là 4 giây hoặc là 5 giây. Cái lượng HP của mình là cũng không còn nhiều nha. Mấy con quái này quá to anh em à. Các anh em thấy lượng HP của mình không? Nó giật xuống rất là nhiều. Ải này không qua được anh em. Ải này nó còn ở chỉ số là 50 mấy, mà bên đây mình thuộc xuống là còn 32 rồi. Ải này là chắc ăn là không qua được anh em à. À, như vậy là vớt cú chót vẫn là qua ải được anh em, khá là ngon. Như vậy là nó vừa đủ thời gian luôn. Tại vì hôm nãy của mình tụt xuống 13 mà bên kia còn tới 19 lần anh em ơi. Như vậy là đã làm nhiệm vụ thành công. Mình đang ở chỉ số là 90, 100% là chúng ta sẽ nhận được một like. Thì ở đây mình còn một quyền trợ giúp nè, đi một cái blood và đi một cái review. Thì như vậy là sẽ làm được. Còn mấy cái nhiệm vụ kia nếu mà quá khó thì anh em cũng không cần quan tâm tới. Vì mình còn 4 quyền trợ giúp đó là debut, blood nè, farm những con quái nhỏ nè, farm những quái nhỏ nè. Thì chúng ta có thể là vượt ải nhẹ nhàng nha. Tổng quan vào trong đây nữa cho các anh em xem một cái chỉ số thông tin của một cây gậy cộng 15. Ở đây cho chúng ta tăng cường phép thuật 31 với 53. Và ở đây cũng là một dòng tăng cường phép thuật thêm là 12-20. Tất cả những chỉ số khác nó không có thay đổi nha. Nó chỉ là thay đổi hai cái dòng tăng cường phép thuật của chúng ta thôi. Nếu mà anh em xài chiến thì nó sẽ tăng chiến, còn xài bên phép thuật nó sẽ tăng bên phép thuật nha. Chỉ số cộng 15 rất là đẹp nha anh em. Tiếp theo là một cái trang bị là một cái mũ thì nó cũng tăng cái dòng thủ của chúng ta lên 31 nè. Này là bonus thêm là 31 nha anh em. Ở đây thì mình chỉ có là 2 ốp thôi, còn mấy món khác thì có là 3 ốp, 4 ốp. Như cái áo này của mình là đã có 4 ốp. Và những cái thông tin chỉ số của món đồ nó không có thay đổi quá nhiều, và cũng như là cái cây vũ khí nó không thay đổi quá nhiều như những cái phiên bản khác. Những phiên bản khác nếu mà ép lên 15 thì chỉ số của chúng ta lên rất là rõ ràng, rất là cao. Như ví dụ là một cái lực tay của chúng ta đi, lực tay nó sẽ khác hẳn. Còn cái này lực tay nó sẽ là cố định, nó không có khác, nó chỉ khác là cấp độ thôi. Còn anh em khảm gia cường vào cho nó cộng 15 thì nó chỉ khác thêm một cái điểm bonus thêm nha. Và thống kê thuộc tính của một cái nhẫn thì nó sẽ cho chúng ta khác. Ở đây, những chỉ số này, mỗi một cái cấp cộng lên là chỉ số này nó sẽ tăng lên theo. Nhẫn qua dây chuyền thì nó sẽ giống y chang những cái phiên bản kia. Và cái này thì nó chưa có kích hoạt những cái dòng ảnh. Các anh em thấy là nó sẽ chưa có kích hoạt. Khi mà mình sẽ đeo đủ bộ trên người nó sẽ kích lên. Cái dòng đam bonus thêm là 13 và dòng này là 15 là cái dòng mặc định. Khi mà chúng ta cộng thì nó chỉ là cộng bonus thêm cho chúng ta hai cái dòng màu cam này thôi. Một cái win 10% rất là đẹp nha anh em. Tiếp theo mình về mình sẽ khảm qua cái bụi nguyên tố cho thành một cái nguyên tố hoàn chỉnh. Rồi mình khảm vô đồ cho anh em xem. Bắt đầu lại Goblin. Anh em chúng ta bấm vào Goblin để mà mình xoay. Ở đây nó có ra cái lượng sale thì anh em có thể là bấm kết hợp một cái luôn. 4 viên, 7 viên, 5 viên và 11 viên. Khá là nhiều anh em ạ. À. Thì ở đây nó sẽ cho chúng ta có thể là nâng cấp đồ các kiểu nha. Thì mình sẽ bấm vào trong đây xem là có thể nâng cấp được hay không. Ở đây nâng cấp lên level 2 thì mình sẽ cho nó nâng cấp lên level 2 luôn. Lên level 2 nè. Ok, ngon lành nha. Tiếp theo, cái này cũng vẫn là nâng cấp lên level 2 được. Thì cho nó nâng cấp lên level 2. Level 2 cho chúng ta cái lực nó sẽ khác nhau hoàn toàn. Có khá nhiều bụi nguyên tố và có khá nhiều nguyên tố để cho anh em chúng ta mà khảm nha. Ở đây mình sẽ dồn vô những cái viên nguyên tố vô cái cây vũ khí trước nha. Thì cũng tiếp tục là như vậy thôi. Các anh em bấm vào trong đây. Rồi các anh em bấm khảm thôi. Mình sẽ cho đây. Ở đây là có level 2.
Ở đây là level 1, mình sẽ bấm bỏ cái level 1 này đây. Cái dòng này, cái dòng đép, mình sẽ cho cái dòng sát thương hoặc là một cái dòng cho nó. Này là HP bonus, cái này cái dòng đép là cái dòng thủ, dòng này dòng tốc độ. 3 viên level 2. Và tiếp theo lần lượt anh em có thể là chọn những cái bộ đồ khác. Mình sẽ khảm cho cái mũ nó hoàn thiện nhất có thể. Và như vậy là chúng ta đã có vừa đủ khảm vô tất cả các mũ, áo, quần, tay và chân, vũ khí. Thì anh em đã khảm hết vô. Các anh em nhìn là nó sẽ rất là đẹp nha. Đấy, tuy là nó không có được một cái là phát huy hết những cái công dụng của nó, nhưng mà khảm vô như gì nó rất là đẹp anh em ạ. À. Và cái win thì nó không cho chúng ta khảm nguyên tố. Thay thế gì ở đây mình kêu khảm nguyên tố thì nó sẽ tương tự như là chúng ta khảm socket vậy đó anh em. Nó sẽ hao hao như vậy nha. Trước mắt như vậy thì nó khá là đẹp rồi anh em ạ. À. Mình sẽ lên trên shop mình xem có đồ gì hay không. Hiện tại là mình vào mình mua nâng cấp lên cho 4 dòng nha. Mình vào đồ á thì mình cái mũ này nó chỉ có là hai ốp thôi. Lên trên đây, các anh em bấm vào trong cái phần mũ cho cái con class của mình. Các anh em chọn cấp độ là cho nó T5. Ở đây cái dòng gì, một cái dòng phản nè, các anh em có thể là mua nè, mua nha. Cái này là cái gì đây, phản MB. Phản thì mình đã có rồi, cái này là HP, HP với MB, HP với MB. Thì như vậy là mình mua một cái là HP nha, thêm một cái nữa. Có dòng giảm sát thương nữa nó mới ngon. Chưa có dòng giảm sát thương thì ra ngoài đây mình sẽ khảm vô cho anh em xem. Mình sẽ bỏ một cái mũ vào, ở đây nó sẽ có hai cái, mình sẽ bỏ vô. Ở đây nó sẽ tăng thêm một cái dòng là phản sát thương, thì mình sẽ bấm ADD. Và tiếp theo mình sẽ bấm thêm một cái dòng này, nó sẽ có thêm một cái dòng HP, thì mình sẽ bấm ADD vào. Như vậy là cái bộ đồ của mình nó sẽ lên được 4 hộp. Chờ nữa có thêm một cái dòng giảm sát thương thì anh em sẽ mua thêm một cái dòng giảm sát thương nữa đặng cho nó đẹp nha. Thì hiện tại cái mũ của mình nó sẽ lên 4 ốp. Cái này có lên 4 ốp, cái này đẹp nhưng nó thiếu một cái dòng HP. Thì mình sẽ một lát nữa mình sẽ kiếm cái dòng HP xem nó có hay không. Cái tay này nó chỉ có 3 ốp thì mình có thể là kiếm nè. Cái này 3 ốp nè, cái này 3 ốp, cái này 4 ốp. Mình sẽ kiếm thêm một cái tay nha anh em. Thì cũng tiếp tục như vậy. Cái tay anh em bấm là Magic phép nè, chọn cho mình là cấp 5. À không có cái tay nào ngon lành hết. HP dòng phản đam thì cái nào cũng có rồi. HP dòng phản đam. Vì mấy cái này là mình đã canh lựa đây. Có cái này đây, có cái dòng mà phản đam với giảm sát thương. Như vậy là được nè anh em à, mình sẽ mua cái này nha. Hoàn hảo 10% thì có thể là mình mua cái này để mà mình lấy một cái hoàn hảo 10%, giảm sát thương hoàn hảo 10% cũng được. Ra ngoài đây thì tiếp tục anh em lại cho nó vào nha. Tới phần cái tay thì các anh em bấm bỏ cái tay vào, thì ở đây là mình có thêm một cái tay, bấm vào thì nó sẽ lên một cái dòng là giảm sát thương cho anh em. Quá đẹp anh em à. Tiếp tục là vào trang bị mình xem tới một cái quần. Cái quần của mình cũng sẽ kiếm một cái dòng giảm sát thương nữa nha. HP MB, phản thì mình đã có cái dòng phản rồi, chỉ cần kiếm HP MB thôi. Đây có dòng giảm sát thương nhưng mà nó đang nằm ở trong chế độ làm đấu giá thôi, như vậy là không cần nha anh em. Một cái quần cho nó là có một cái dòng HP nữa là được rồi anh em à. Tại nó đang nằm trong đấu giá các anh em đợi gì nó sẽ lâu. Thì thôi mình sẽ mua cái dòng này, mình lấy cái dòng HP nha. Nó sẽ nhảy qua cái dòng HP cho anh em. 4 ốp. Tiếp theo là một cái chân, mình sẽ cho nó lên 4 ốp luôn. Chân nó còn trong đấu giá nha. Ở đây là MB, phản và bonus thêm. Thì anh em chúng ta kiếm cái dòng nào, ở đây là giảm sát thương và cái dòng là thủ như vậy là được nha anh em. Bấm xem có cái nào tốt hơn nữa không. Nó còn nằm ở trong chế độ đấu giá thì không cần đâu. Thì mình sẽ đưa cái dòng này qua nha. Một cái dòng là giảm sát thương, nó không có dòng HP. Chừng nữa đưa qua cái xong rồi anh em chúng ta lại đổi cái dòng HP nha. Cho nó hết đấu giá rồi anh em mua kiếm cái dòng HP cho mình. Hai dòng đam, một dòng phản, một cái dòng giảm. Ở dưới đây là một cái dòng giảm sát thương hoàn hảo 10%. Có cái gì đó nó sai sai nha. Sao nó không lấy cho mình cái dòng là giảm sát thương mà nó lấy cho mình là cái dòng hoàn hảo. Nhưng mà không sao anh em, cũng là đồ 4 ốp vậy. Ở đây full đồ 4 ốp nha. Cái con game này các anh em chỉ cần là bỏ thời gian ra là có thể là kiếm đồ 4 ốp như gì. Từ giờ mình mua rất là nhiều nhưng mà tổng của mình nó còn rất là nhiều nha. 111k lận, nó rất là nhiều. Cái đồng mà không phá của mình có thể là mình mua bán trao đổi vô tư và thoải mái luôn. Ok, và như vậy video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video clip lần sau nha.